Cách đây đúng 45 năm về trước, ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi trò chuyện hôm nay, tôi muốn được đề cập đến một vấn đề, một câu chuyện đang xôn xao rất nhiều trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện biển đảo của chúng ta và liên quan đến một bức công hàm được nhắc đến rất nhiều. Đó là công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều đan xen và đưa từ vấn đề này sang vấn đề khác. Trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin được tập trung vào một vấn đề, đó là giá trị của bức công hàm đối với biển đảo của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến lãnh hải, lãnh thổ, đến biên giới, thì chúng ta thường gặp những thuật ngữ như thông lệ quốc tế, luật pháp quốc tế và những từ như hiệp ước, hiệp định. Vậy công hàm là gì? Công hàm là một công văn ngoại giao. Mới đây thì Trung Quốc cho rằng công hàm này đã mang cái nội dung Việt Nam đồng ý rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Ý kiến của những người Việt Nam cho rằng điều đó là đúng. Vô hình chung, những cái bình luận phê phán của người Việt về công hàm này đã tiếp tay cho luận điệu của Trung Quốc. Vậy tính pháp lý của công hàm này đến đâu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Việt Nam trong thế kỷ thứ 18 bắt đầu có những văn bản đối với nước ngoài vượt ra ngoài biên giới và đối với nước ngoài, ngoài cái quan hệ đối với Trung Quốc. Đó là những hiệp định đối với người Pháp. Vậy hiệp định là cái gì? Hiệp định là cái văn bản, hiệp định, hiệp ước là văn bản mà trong đó thì gồm có hai hoặc nhiều bên có những cái vấn đề, có những điều ước đối với nhau, những vấn đề mà đã bàn thảo và thỏa thuận rồi hai bên cùng ký kết, trong đó có nội dung trách nhiệm quyền hạn của mỗi bên, và nếu như bên này hoặc bên kia không thực hiện được điều ước trong hiệp ước, hiệp định đó thì sẽ có một chế tài để xử lý. Ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là công hàm nó chỉ là một cái thư ngoại giao. Và như vậy nếu mà nói rằng ở cái thư ngoại giao này nó đã gồm một cái nội dung là đồng ý với Trung Quốc là Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc, thì đó là một điều mà một cách rất là bình dân mình cũng hiểu là không đủ thẩm quyền và không đúng thẩm quyền. Mặc dù chưa nói về phần nội dung thì chúng ta cũng đã thấy rằng công hàm là một cái văn bản mà không đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề giữa hai quốc gia. Nó chỉ có một cái ý nghĩa là truyền tải một cái ý kiến của tôi đến với anh hoặc ý kiến của anh đến với tôi qua cái công hàm. Và nó không có cái giá trị pháp lý để thực hiện. Thậm chí là quý vị và các bạn có thể thấy là đến bây giờ văn minh như thế này, tòa quốc tế tuyên bố, tòa trọng tài tuyên bố, nhưng Trung Quốc cũng vẫn bác bỏ, hoặc thậm chí không bác bỏ thì cũng coi như không có, không thực hiện. Thì người ta cũng không có một cái chế tài nào để bắt buộc phải thực hiện. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải xem xét. Tôi quay trở lại với lãnh thổ quốc gia thì cái quyền hạn của nó là thuộc cấp nào và phải như thế nào? Theo thông lệ quốc tế. Thông lệ quốc tế có nghĩa là các nước trên quốc tế đều làm theo một cái điều đó, đều làm theo một cái cách thức, cái trình tự ấy. Và có những điều là luật, có văn bản, nhưng có những điều luật bất thành văn thì người ta gọi đó là thông lệ quốc tế. Theo thông lệ quốc tế thì người ta sẽ thực hiện vấn đề biên giới bằng hiệp định, hiệp ước. Và chúng ta có biên giới ba bên với Trung Quốc, với Lào, với Campuchia, thì chúng ta đã có hiệp định biên giới với cả ba nước. Và hiện nay thì chỉ còn giữa Việt Nam và Campuchia. Như hôm trước, quý vị và các bạn có nghe Thiếu tướng Hoàng Kiền trao đổi
về cái đường biên giới. Và nếu như quý vị và các bạn còn nhớ thì chúng ta cũng đã đề cập rất kỹ về vấn đề biên giới của cả ba nước, đường biên giới của cả ba nước với Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi cả thế giới đã có một cái tổ chức gọi là Liên Hợp Quốc và chúng ta có, như ban đầu tôi đã giới thiệu, là chúng ta có luật pháp quốc tế. Có luật pháp quốc tế để xử theo pháp luật, để căn theo pháp luật mà làm. Có những điều luật quốc tế chưa có thì chúng ta theo thông lệ quốc tế. Và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là theo luật thì không có một cái công hàm nào có thể giải quyết được vấn đề lãnh thổ, lãnh hải. Và cũng không có một cái công hàm nào theo thông lệ quốc tế mà căn cứ vào đó để người ta có thể chốt rằng đó là một cái công hàm bán nước, như là một số các bạn người Việt. Họ vẫn muốn đổ lỗi cho chính quyền Việt Nam, và để đổ lỗi cho chính quyền Việt Nam thì rõ ràng là họ đã tiếp tay cho người Trung Quốc, trong khi chính Trung Quốc đang bằng mọi cách đưa cái công hàm đó là một cơ sở, và có lẽ đó là cơ sở duy nhất của người Trung Quốc bây giờ. Chúng ta cần phải bác bỏ nó đi, thì những người Việt chỉ vì bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam lại đi bảo vệ người Trung Quốc bằng cách cố sức giải thích, gán ghép bằng mọi cách để cho cái công hàm này có giá trị bán nước. Vâng, tôi xin nhắc lại, xét về luật pháp quốc tế thì không có một cái loại văn bản là công hàm nào có giá trị để quyết định lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia, biển đảo của quốc gia. Ở Việt Nam chúng ta đã từng có giải quyết biên giới bằng những cái hiệp định. Ví dụ như là Hiệp ước Pháp Thanh năm 1887 và Hiệp ước Pháp Thanh 1895. Tôi xin được vắn tắt là như thế này. Cái Hiệp ước Pháp Thanh đầu thì do hai bên đã ký với nhau xong rồi, nhưng đến khi đi kiểm tra thực địa thì người ta phát hiện ra, chính xác là người Pháp phát hiện ra là có những cái điều mà họ đã bị người Trung Quốc dối lừa trên bàn hội nghị. Vì thế họ yêu cầu là không làm như vậy mà phải làm theo thực địa. Trong đó thì có cái đoạn mà đánh nhau tới 10 năm, chính là cái đoạn đường biên ở huyện Vị Xuyên. Ở đây thì đường biên giới lúc này là đang đi qua con suối Thanh Thủy. Bờ nam của Thanh Thủy là Việt Nam và bờ bắc của Thanh Thủy là Trung Quốc. Nhưng khi lên đến nơi thì người Pháp mới nhận ra rằng đất của người Việt Nam ở phía bắc của suối Thanh Thủy, lên đến tận cái dãy mà có điểm 1509, dãy núi đất. Và vì thế người Pháp không đồng ý là để biên giới ở đây, và họ yêu cầu là phải chuyển biên giới sang đúng với cái vị trí thực tế. Người Thanh lúc này, người Trung Quốc lúc này đang là nhà Thanh, không đồng ý. Và hai bên không tiếp tục làm thực địa nữa mà quay trở lại đánh nhau. Trong vụ này thì người Pháp cũng bị thiệt hại, mất mấy người Pháp. Và đánh nhau một thời gian thì người Trung Quốc tất nhiên không lại được với người Pháp. Súng thì phải hơn là giáo mác. Và như vậy là ở cái thế yếu hơn thì người Thanh chấp nhận biên giới cắm đúng với thực địa là cái đường biên giới mà sau này họ muốn dùng cái vũ lực để đẩy sang bên Thanh Thủy. Và những người chiến sĩ của chúng ta với 10 năm ròng rã, từng hốc đá, từng lùm cây đã bám chặt mảnh đất này. Cuối cùng thì đường biên như bây giờ các bạn đã biết, trở lại đúng với cái đường biên trong cái Hiệp ước Pháp Thanh. Thưa quý vị, như vậy là gì? Về biên giới và hải đảo thì hiệp ước là thỏa thuận trên bàn, sau đó phải đi thực địa, rồi từng điểm để cắm mốc giới. Cuối cùng thì mới có thể ra được một cái vấn đề thỏa thuận được với nhau về cái biên giới của hai nước. Cho nên luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế chưa từng bao giờ có một cái công hàm mà có thể bán nước được. Và chỉ trừ trường hợp dùng vũ lực, ví dụ như là Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa, đã chiếm một số đảo ở Trường Sa bằng vũ lực. Thì thưa quý vị và các bạn, điều này cũng được quy định ở trong
luật pháp quốc tế quy định rằng sau năm 1945, ở những vùng lãnh thổ, nếu như dùng vũ lực để cưỡng bức mà lấy cái phần lãnh thổ đó thì không được công nhận. Tuy nhiên luật pháp thì như vậy, nhưng quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái điều này đã không đúng với tình trạng của thế giới từ năm 45 cho đến bây giờ. Diện tích của các lãnh thổ bị thay đổi bởi vũ lực. Và điều đó vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa hề dừng lại. Và các nước lớn thì cũng không gương mẫu trong việc thực hiện luật pháp quốc tế. Cho nên chúng ta phải tự giữ lấy mình. Tiếp tục về vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng có một cái hiệp định của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các bạn nhớ là chúng ta đánh nhau từ năm 79, sau đó Trung Quốc rút quân về, cho đến năm 84 thì lại kéo quân sang. Từ năm 79 đến năm 84 thì có một số vùng, một số điểm Trung Quốc vẫn không hề rút về mà vẫn cứ đánh nhau dai dẳng. Ví dụ như ở Lạng Sơn, chỗ khu vực Bình Độ 400 và một vài điểm khác nữa. Năm 84 là điểm cao, bắt đầu chiếm toàn bộ cái phần một loạt các cái điểm cao và điểm tại biên giới huyện Vị Xuyên. Thì cái cuộc chiến ở Vị Xuyên kéo dài 10 năm. Cho đến năm 1990 thì Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu bước vào đàm phán về biên giới. Và cho đến năm 1993 thì chúng ta mới bắt đầu có được thỏa thuận với Trung Quốc về mặt nguyên tắc. Và từ năm 1993 cho đến năm 1999 thì mới bắt đầu ký được cái hiệp định. Như vậy là các bạn thấy là kéo rất dài. 3 năm mới có được một cái thỏa thuận về nguyên tắc. Và tới 6 năm sau thì mới ký được hiệp định. Ký được hiệp định rồi, bắt đầu đi kiểm tra biên giới, cắm mốc ở biên giới. Và cho đến từ năm 1999 mà cho đến năm 2008 thì chúng ta mới hoàn thành những cái mốc ở biên giới. Đó là cả một cái quá trình đấu tranh bền bỉ, thông minh, khéo léo và kiên quyết của, có thể nói là của cả hai bên để bảo vệ cái quan điểm của mình. Thưa quý vị, với một cái biên giới thì nó phải có những cái trình tự như vậy. Phải có thỏa thuận về nguyên tắc, phải ngồi để ký với nhau hiệp định hay là hiệp ước hay là thỏa thuận về biên giới. Rồi sau cùng, cái bước sau cùng là cái bước thực địa. Đến thực địa nó vẫn đang còn chưa phải là đã gặp nhau được ngay. Nó còn xa với bàn giấy lắm. Vì thế mà người ta lại tiếp tục phải đấu tranh. Như vậy, để các bạn thấy rằng Việt Nam và Trung Quốc cũng không phải là chưa từng bao giờ có những đàm phán về biên giới. Như vậy, đấy là thông lệ giữa hai nước không có. Và tôi tin rằng thông lệ quốc tế cũng không có một cái bức công hàm nào để có thể là dùng một cái công hàm để chốt về cái biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, về hải đảo hay là bất cứ một cái gì mà có quyền lợi quốc gia ở trong đó. Người ta đều có những cái điều ước. Cái điều ước được ghi trong hiệp ước thành phần gồm anh A, anh B, anh C, hoặc là có cả người làm chứng nữa. Các bạn có thể thấy là như Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva, mặc dù chỉ có mấy quốc gia nhưng vẫn có những quốc gia làm chứng, nhưng cũng có thể hiệp định ấy không cần có người làm chứng, chỉ cần hai bên với nhau thôi. Nhưng nội dung sau đó thì còn phải có cái điều khoản là quyền và nghĩa vụ của hai bên. Anh có quyền gì, anh có trách nhiệm gì, anh có nghĩa vụ gì trong cái việc thực hiện những cái điều ước trong hiệp ước này. Vì như thế cho nên cho đến bây giờ những người vẫn còn một hai cho rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bán nước. Tôi cho rằng thứ nhất không hiểu về pháp luật, thứ hai một cách có người thì chủ ý nhưng cũng có người là vô tình mà đã tiếp tay cho giặc. Ở đây tôi gọi là giặc, không phải là bạn. Tại sao lại là giặc? Bởi vì người ta lăm le bờ cõi của mình, lăm le hải đảo của mình thì đó không còn là bạn nữa, khi đó chính là giặc. Và ở đây theo thuyết âm mưu thì chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi tại sao những người Việt Nam lại bảo vệ quyền lợi của người Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn,
Trên kênh của chúng ta có những bình luận nói về 4 tốt 16 chữ vàng, trong đấy có ý chê trách chính quyền Việt Nam hèn nhát và đã quên quá khứ, quên những thù hận với người Trung Quốc để 4 tốt và 16 chữ vàng, và thậm chí là đến bây giờ bỏ qua, bây giờ mắt nhắm mắt mở, bây giờ hèn với giặc, ác với dân. Tôi xin có ý kiến thế này. Chúng ta chiến đấu trên nhiều mặt trận, quân sự, chính trị, ngoại giao. Mặt trận ngoại giao rất là quan trọng. Quý vị và các bạn cũng biết rằng, chính trên bàn ngoại giao đã khiến người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Và nếu như trên bàn ngoại giao, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thực hiện nghiêm túc Hiệp định Paris, thì có lẽ chúng ta không phải đánh nhau thêm 2 năm nữa. Thưa quý vị, quay trở lại với 4 tốt 16 chữ vàng. 4 tốt 16 chữ vàng đã cho chúng ta có cả một cơ hội để hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. 4 tốt 16 chữ vàng có thể nói là một đạo quân. Vâng, nó đã cho chúng ta có một thời gian rất là dài để có thể né tránh được các cuộc chiến không cần thiết, đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể khoan thư sức dân, và chúng ta có điều kiện để phát triển kinh tế, nuôi quân, dưỡng sức đến bây giờ. Và với một cái vị trí địa lý như ở Việt Nam, thì chúng ta đã sớm có một cái bài học từ lâu đời, đó là sống chung với dịch. Vâng, sống chung với dịch, dịch cũng như giặc. Chúng ta sống chung với lũ, rồi chúng ta sống chung với dịch, và chúng ta sống chung với địch. Sống chung với địch, chúng ta vẫn có biên giới, vẫn có những quan hệ thương mại, quan hệ ngoại giao tốt. Ngoài biển thì có lẽ nếu các bạn quan tâm theo dõi thì sẽ thấy ở ngoài biển có rất nhiều vấn đề mà chúng ta thì ở trong nhà không thể biết được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bức công hàm có lẽ tạm dừng ở đây. Để nói về bức công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì quý vị và các bạn xin nhớ cho mấy điều. Công hàm để giải quyết các vấn đề về lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia, không có trong luật pháp quốc tế, chưa từng có trong thông lệ. Và nếu quý vị và các bạn tin rằng, cho rằng bức công hàm này có giá trị bán nước, thì quý vị và các bạn đang ủng hộ quan điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Đây là một cơ sở mà Trung Quốc cho rằng là thế mạnh của họ và là điểm yếu của Việt Nam. Thưa quý vị, tại sao lại gọi là điểm yếu? Có nhiều luận điểm cho rằng bức công hàm này liên quan tới việc thừa nhận hay không thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể hay không phải là một chính thể. Đây là một nội dung lịch sử gây khá nhiều tranh cãi hiện nay, và chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này. Về Việt Nam Cộng Hòa, về Ngụy, về chính thể hay không chính thể, và có công nhận nó hay không, có liên quan đến bức công hàm hay không. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này trong một video clip sau. Xin chúc quý vị và các bạn một tuần